Chào anh em, bây giờ tiếp tục trong video này á, thì Sang giới thiệu với anh em một cái mẫu liềm mới về bên Sang. Cái mẫu liềm này á, thì nó là thép không rỉ nè, thép không rỉ của hãng Nisaku đó. À, nhưng mình nói không, Nhật là nó hay cái vụ mà cu lắm. À, đây sáng một tí xíu coi. Rồi đây, bây giờ Sang sẽ mở ra. Cái đây size này là nó là size một cái mã nó là nô 150 ha. Nô 150. Cán thì bình thường là Nhật nó sẽ làm một cái cán gỗ rất là nhẹ, thường là gỗ gỗ cũng rẻ tiền thôi chứ không phải gỗ mắc tiền. Nè. Về cái thép không rỉ là anh em nhìn thấy đẹp vô cùng luôn ha. Nè, cũng lưỡng à. Nó là cái dạng răng cưa. Đây, nó dập ở trên này chữ Made in Japan trên này luôn anh em. Đó. Dạ. Stainless steel của hãng Nisaku. Đó. Cái lưỡi sang sẽ đo phần lưỡi nha. Chiều phần lưỡi này là được là 16 cm. Đó, từ đây tới đây. Chắc là nó để 150 chắc là cái phần phần răng quá. Tổng dài của nó là 36, khi mà đo xéo như thế này nè. Đo xéo này là 36 cm. Thép không rỉ ha. Giá của một cái chiếc này thì anh em mua thì anh em nhắn giùm cái mã là NK đi. NK001 ha. Có trùng mã không? Khoan để coi có nó bị trùng mã. Lại là Lubu nữa. Rồi, NK001 ha. Giá của nó là 255.000 một chiếc như thế này. Thép không rỉ thì nó mắc tiền hơn. À, 255.000 và giá là giá chưa có phí vận chuyển thế này, chưa phí ship. Một cây liềm rất là đẹp luôn mà giá chỉ có 255 thôi. Bằng thép không rỉ. Anh em nào dùng nước hơi án chút có thể cho một cái đèn xài nó sẽ im ha. Đằng này sang về chỉ có mẫu có 6 chiếc thôi. Thường bên Nhật nó sẽ đóng một thùng mà hộp là 6 chiếc. À. Rồi, ok. Tiếp tục là giới thiệu lại thêm với anh em hai cái mẫu cưa 240 270 và 300 mm. Cái mẫu này mới về anh em ơi, mới về. Này kìm này cũng là kìm phong rỉ nữa nè. Của hãng này hôm trước mình mới có giới thiệu trước. Đây. Làm rất là đẹp. Size này size 270 ha. Hai trăm bảy mươi cán này cán cao su. Cái dòng này thật ra nếu mà để mà chơi kiển á, thì cái này xài thì nó hơi bị phí tí xíu mà mua để vừa chơi vừa văn nghệ rồi đi dã ngoại rồi làm kiển ha. Đó, thì cây này giá của nó là 913.000, 913.000. Cái phần lưỡi của nó là 270 mm. Khi mà mở ra hết thì nó được là tổng thể là được là 56 cm, 56 cm. Cây này giá của nó là 913, mã đặt hàng của nó là 121 gạch 27, cái model nó luôn nè, 121 gạch 27, 121 gạch 27 của Gunboy ha. Còn cái này 300 mm, y chang nhau, 300 mm ha. Cây 300 mm thì giá của nó là 970.000. Mã đặt hàng của nó là SI2902. 970.000 giá chưa ship. Lớn hơn một tí xíu nữa thì nó lại qua tới cây 360 mm. 360 là cái phần lưỡi anh em. Còn cái phần tổng dài khi mà kéo ra như thế này thì được là 75 cm. Cây này giá của nó là 1.080.000. Mã đặt hàng của nó là 350 gạch 36 nè. Model nó luôn. 350 gạch 36 ha. Đó. Video này ngắn thôi. Tại vì mấy cái này Sang cũng giới thiệu nhiều rồi. Giới thiệu lại cho những cái em mới thôi. Cưa nhỏ mini mới hôm kia em kìa, chắc cái này video tầm hơn tuần trước quá. Mẫu này rất là êm luôn. Cưa này nói chung là mình thấy nó chất lượng rất là tốt.
cái ông Isonoco này ổng sản xuất, ổng tuổi đời của ổng khoảng là được là 40 năm tuổi á. Nó là một cái doanh nghiệp làng nghề truyền thống á nè. Nó không phải là nó mới, tức là nó hiện tại là bắt đầu nó cái kiểu như là nó mới xuất khẩu thôi. Ngày trước nó là một cái doanh nghiệp nội địa thôi. Bây giờ thì nó xuất khẩu. Đây. Cái này nói chung là mình bán anh em khen rất là nhìn xài rất là ok, chất lượng tốt. Chuyên cho là chơi kiển cái nè. Cái ông Isonoco này là ông làm cái lưỡi cưa để cắt ống PVC nè, dùng để cắt gỗ lạng nhiều lớp á, dán ép á, rồi thùng gạch tông đó, thì nó làm cho bên công trình rồi đó. Còn cái này thì cưa để làm kiển, nên em biết là nó rất là bén luôn. Thì mình cũng xin giới thiệu với anh em cái này ha. Cái này nó gọi là Genbaya. Dòng này dòng gọi là Genbaya. Còn tên của công ty là Isonoco. À, Isonoco. Thì cái này á, sắp tới là bên mình sẽ nhập về nhiều và phân phối. Thì hy vọng là anh em nào có nhu cầu mà đang kinh doanh cái này thì mình sẽ gửi cái catalog cũng như báo giá cho cái sản phẩm này ha. Cho anh em ha. Isonoco. Giá hiện tại cái cây này mình đang bán là 325.000 ha. 325.000. Giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha nè, chưa phí ship. Cái này mình nhập về khoảng đâu đó rằng cả trăm cây. Cả trăm cây là chiếc sao ha. 325.000. INK0540546 là cái mã hàng của nó nè. Cái model của nó. INK0546 nha nè, 0546. Giá chưa có ship. Chiều dài của lưới cưa là 120mm, bỏ túi rất là gọn luôn. Cưa xịn. INK0546. Thì mình hy vọng là sắp tới là mình sẽ cùng có thể là đi triển lãm đồ, gặp anh em đồ ha. Mà không biết chừng nào. Tiếp tục là một cái mỏ lết nè anh em. Mỏ lết của hãng TOP. Cái này thì hàng nội địa Nhật ha. Hàng nội địa Nhật cũ, xíu cũ nè. Mà tại vì mình còn mấy cây đó, mình để dành mình bán lai gai. TOP 250mm ha. Cây này thì nói chung là xài so với Doctor là ngon, rất là ngon. Cái này giá là 400. Không rồi, mình bán như là 450.000 đó, 450.000 cho cái sản phẩm này nè, hay là 480 vậy ta. Để ra mục tiêu rồi, 250. 440.000 nè, 440.000 ha. Mã đặt hàng là TB007. TB007. 440.000, 250mm, mở được tối đa là 29 ly. Còn được 2 cây cuối cùng. Rồi, đó là một vài cái cưa giới thiệu lại cho anh em. Bên mình có bán là những dụng cụ làm vườn của Nhật Bản ha. Kìm cạp, kìm cắt, kéo cắt cành. Sắp tới mình nhập thêm một cái loại kéo cái cành nổi tiếng, khá là nổi tiếng luôn, con cua. Hôm trước anh em cũng biết mấy con cua đó. Em lên mấy cái kéo nào có con cua là mấy anh em mua lắm, hàng cũ á. Thì kéo sắp tới là sẽ về kéo con cua. Kéo cắt cành trên cao, rồi kéo cắt cành miễn công của mình đó. Rồi, rất cảm ơn anh em đã dành ít phút ra cái xem cái video này ha. Anh em đặt hàng thì xin nhắn tin và đừng quên là bấm đăng ký để theo dõi kênh nha. Chúc anh em một ngày làm việc thật nhiều niềm vui nha. Xin chào anh em.